ơi, bà đâu rồi Sam ơi? Phong à, tôi thật sự xin lỗi ông. Bây giờ tôi phải quay trở về thế giới phép thuật thôi. Vì tôi đã sống ở trên thế giới loài người rất là lâu rồi. Rất cảm ơn ông trong thời gian vừa qua đã bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi. Tôi rất cảm động về điều đó. Hy vọng ông sẽ luôn nhớ về tôi. Tạm biệt ông. Sam! Sam! Bà không được đi! Tại sao chứ hả? Tại sao chứ? Tôi luôn luôn đối xử tốt với bà mà. Tại sao bà lại bỏ tôi đi chứ hả? Tôi không cho phép bà đi. Bà phải quay trở lại đây với tôi. Sam à, không được đi. Tôi nói rồi đó, nếu như bây giờ bà không quay lại đây thì tôi sẽ mãi mãi giận bà luôn á. Tôi giận bà lắm luôn á. Sam, đúng rồi, cánh cổng lên với thế giới phép thuật. Cánh cổng biến mất rồi. Trời, tại sao bây giờ cánh cổng lại biến thành nước như thế này? Tại sao vậy hả Sammy? Tính ra bà chính là người đã hứa với tôi là bà sẽ ở thế giới này với tôi mãi mãi mà. Tại sao bây giờ bà lại bỏ tôi đi hả Sammy? Cái gì vậy? Ôi chàng trai, đường đường là một thanh niên, mẹ đứng đây khóc lóc như thế hay sao? Ủa, ông là ai vậy? Tại sao nhìn ông mặc đồ nhìn lạ dữ vậy? Ai, ngươi nhìn ta mà ngươi không nhận ra ta là ai sao? Ta xin tự giới thiệu, ta chính là bậc thầy phù thủy tối cao của thế giới phép thuật. Hả? Thế giới phép thuật? Mấy bạn ơi, thế giới phép thuật vậy có nghĩa là thế giới mà Sammy đang sống. Ông cho tôi hỏi coi, ông có biết ai tên là Sammy không? Sammy hả? Ta biết chứ. Sammy chỉ là một cô học trò nhỏ trong trường phép thuật nơi thế giới ta đang ngự trị mà thôi. Hãy nhìn ta đây. Wow, vậy có nghĩa là ông là người mạnh nhất trong thế giới phép thuật luôn á hả? Đúng rồi, tất cả những phép thuật mà người đã từng được chứng kiến, ta chỉ cần vẩy tay một cái thôi là có thể thi triển được ngay. Thế nhưng ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Ta cảm nhận được ở quanh đây có một luồng sức mạnh kinh khủng khiếp, và đó chính là nguyên nhân khiến ta đang tìm đến nơi này. Một nguồn năng lượng đặc biệt sao? Ủa, tính ra đây chỉ là thế giới của con người bình thường thôi mà. Tính ra nếu như mà là người ở thế giới phép thuật thì đi tìm kiếm năng lượng phải kiếm ở chỗ nào mà có phép thuật chứ. Còn đây chỉ là thế giới loài người thôi, làm sao có nguồn năng lượng phép thuật nào để cho ông kiếm được? Người sai rồi. Năng lượng phép thuật không đến từ thế giới loài người hay thế giới phép thuật, mà nó đến từ trái tim và ý chí dũng cảm của một con người. Hay trông người có thể tầm thường đó, nhưng mà ngươi hiện tại chưa biết được sức mạnh thực sự của bản thân đâu. Thôi, không dài dòng thêm nữa. Ta đang cảm thấy rằng nguồn sức mạnh này được phát ra từ một nơi rất là đặc biệt. Đó là chính bên trong con người của ngươi. Ủa? Cái gì? Tự nhiên bây giờ ông lại bảo rằng là có một luồng sức mạnh ở trong người của tôi á. Tôi chỉ là một hàng học sinh bình thường thôi. Tôi thậm chí còn không được gọi là thông minh nhất trường nữa. Tôi học còn không được giỏi nữa. Mà tại sao ông lại bảo là tôi có sức mạnh đặc biệt là sao? Hey, cậu thanh niên, giờ ngươi vẫn chưa hiểu vấn đề đâu. Thôi, giờ ta sẽ nói ngắn gọn như vậy đi. Có vẻ như cậu rất thương nhớ cô bạn gái của cậu nhỉ? Bây giờ ta là người duy nhất có thể chỉ cho ngươi cách tìm đến con đường đến với bạn gái mình trong thế giới phép thuật. Ngươi có nguyện đi theo ta hay không? Hả? Đi theo ông á? Đúng rồi. Có nghĩa là tôi sẽ đi đến thế giới phép thuật á hả? Muốn cứu được bạn gái mình, muốn tìm lại bạn gái mình thì ngươi bắt buộc phải đi đến thế giới phép thuật và đối mặt với tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Có đi hay không là tùy vào ngươi nha. Nhưng mà khoan, tôi là con người bình thường thôi, làm sao mà tôi có thể đến với thế giới phép thuật được? Ở đó ai cũng biết phép thuật hết, còn tôi chỉ là người bình thường thôi à. Đừng lo, chỉ cần ngươi có trái tim, sức mạnh, lòng ý chí để trở thành bậc thầy phù thủy thì vấn đề sức mạnh của ngươi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Không, như lời thêm nữa, hãy đi theo ta, nhanh lên, mọi thứ đang chờ ngươi khám phá đó. Ủa, vậy là ông sẽ trở thành thầy của tôi dạy tôi phép thuật á hả? Đúng rồi, ta sẽ trở thành thầy của ngươi nếu như ngươi chấp nhận để cho ta dạy bảo ngươi. Để mình suy nghĩ coi. Trời, mấy bạn ơi, nếu như bây giờ mình đến với thế giới phép thuật và sau đó mà mình học phép thuật thì mình sẽ có cơ hội gặp lại được Sammy. Đúng rồi,
Hợp lý. Được thầy ơi. Vậy từ nay con xin phép được làm học trò của thầy nha. Thầy có thể nào cho con đến thế giới phép thuật liền được không ạ? Đừng có nóng vội đến mức như thế. Thời gian phía trước còn dài và ngươi sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị hơn nữa đó. Còn bây giờ hãy cùng ta đến với cả thế giới phép thuật. Hãy nhìn đây. Đi thôi chàng trai. Wow, trời ơi. Mấy bạn nhìn nè. Bên trong đây là một cánh cổng. Trời ơi, nhìn đẹp quá à. Ủa vậy là bây giờ mình qua đây là mình sẽ đến được thế giới phép thuật hả thầy? Đúng rồi, hiện tại chỉ còn con đường duy nhất đến với thế giới phép thuật là cánh cổng này thôi. Sức mạnh của ta hiện tại không thể nào duy trì cánh cổng này được lâu đâu. Hãy nhanh chân lên chàng trai. Bạn gái ngươi và thế giới phép thuật đang chờ ngươi. Được. Được rồi. Ok bạn ơi, vậy là mình sẽ có cơ hội gặp lại được Sammy rồi. Tôi sẽ trở thành một phù thủy. Tôi sẽ đến với thế giới phép thuật. Đi thôi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi mấy bạn ơi, may quá. May mà có cái hồ nước, không thôi là mình rơi từ trên kia xuống là mình chết queo luôn á bạn. May mà có cái hồ nước nè. Ủa mà khoan, ủa tại sao rõ ràng hồi nãy cái ông thầy hiệu trưởng ổng bảo rằng là mình bước vô cánh cổng đó để mình đến với thế giới phép thuật mà sao tiên bây giờ mình lại đến trong cái khu rừng nào đây? Ủa tại sao mình lại trong khu rừng vậy trời? Cái gì vậy ta? Ui sợ ma quá, có khi nào trong rừng này có ma không ta? Thường thì ở thế giới phép thuật là hay có ma lắm đó nha. Ui trời, đây trời ơi, nhiều cây nhiều cỏ quá, chui ra ngoài cái coi. Ủa, ở bên ngoài kia. Ui mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, ở ngoài kia có mấy người đang dùng chổi bay để bay kìa bạn ơi. Trời ơi, nhìn ghê quá vậy. Wow, chắc chắn là học sinh ở trường học phép thuật rồi bạn ơi. Trời ơi, mấy người này giỏi quá à, dùng chổi bay thành thạo ghê luôn á. Wow, ok, để mình chạy ra mình hỏi được. Mấy bạn ơi. Cái gì vậy? Trời, mấy bạn này mặc đồ phép thuật hay gì vậy ta? Nhìn đẹp quá à, nhìn kìa. Ủa mà khoan, từ. Sao mấy ông này nhìn quen quá ta? Ông này nhìn giống Kairon, ông này nhìn giống Bích Lê Dịch, ông này nhìn giống Siro. Còn hai bạn đằng sau thì giống Camu với lại là mèo Simi của ta. Ủa sao mấy người đều quen quen nha? Oh my god. Có khi nào là mấy người này cũng đến thế giới phép thuật giống mình không ta? Ủa, Dịch ơi, Kairon, Siro, ủa sao mọi người ở đây vậy? Mày bị điên à? Ê anh em, thằng này nó bị khùng hả? Thằng này bị khùng mà. Sao nó nói gì vậy? Nói vậy? Ủa? Nó mặc đồ nhà quê quá anh, mà nãy giờ nó mặc đồ gì mà nó tiện lợi hỏi cho mình người tùm lum la. Ờ đúng rồi. Ê tính là bọn mình chưa hỏi nó là ai thôi, nó hỏi mình chi vậy? Ủa? Mày ơi, đừng có thấy sang bắt hoàng làm hò vậy bạn. Ủa mấy người không nhận ra tôi hả? Ôi chết rồi anh em ơi, hình như đây là thế giới phép thuật. Như vậy là có nghĩa là ở thế giới phép thuật cũng có Kairon, cũng có Mr. Dịch, Simmy, Siro hay là Camui. Ủa vậy là cũng có những người này luôn, nhưng mà là có điều là họ không nhận ra mình là ai thôi. Chào mấy bạn nha. Mình là Phong Cận. Cho mình hỏi là trường học phép thuật nằm ở chỗ nào vậy, bạn có thể nào chỉ đường cho mình được không? Ê, cái thằng nhà quê này mà nó đi kiếm trường phép thuật chi vậy mọi người? Ai nhìn cái mặt nó giống phù thủy không trời? Đã biết là quê rồi ba, cái đúng tên rồi, cái gì mà Phong Cận luôn á. Ủa bạn nói là quê cười. Tôi không phải là phù thủy, tôi chỉ là người bình thường thôi. Nhưng mà thầy hiệu trưởng kêu tôi đến đây để gọi là đi học á. Không biết là mấy bạn có thể dẫn tôi đến trường phép thuật được không? Người bình thường mà muốn tham gia vào trường học của phù thủy, trời ơi! Trời ơi, nực cười. Ôi rồi, nếu mà ngươi muốn biết đường đến trường phù thủy á, đi theo con đường này. Cứ đi theo con đường này lên trên thật là cao. Trên đỉnh núi ngươi sẽ thấy một ngôi trường thật là to lớn, nơi không dành cho những người như ngươi. Hiểu chưa? Cái gì kỳ vậy? Tính ra thầy hiệu trưởng kêu tôi đến đây để đi học mà mọi người đừng có mà ăn hiếp. Thì ngươi hử tới đi, ngươi hử tới đi rồi bị đuổi về rồi. Đúng rồi. Mọi người ơi, đừng nói chuyện nữa, mất thời gian lắm. Đi, đúng rồi, mọi người tập bay tiếp đi. Tôi không nhờ mấy người ở đâu, để tôi nhờ các bạn nữ này. Bạn nữ tóc cam ơi. Bạn nữ tóc cam. Ôi, mình nè. Bạn có thể nào chỉ cho mình trường học phép thuật chỗ nào được không? Bạn đưa mình tới được không? Trường học phép thuật đó hả? Bạn cứ đi theo bọn mình cũng đang định lên trên đấy nè. Ok, vậy hai bạn dẫn mình đi với nha. Trời ơi, hai bạn dễ thương quá, ai đâu như mấy ông này. Ok, đi. Đi thôi, bạn ơi. Wow. Nhưng mà mỗi người là bạn phải leo hơi mệt đó nha, tại vì nó rất là xa luôn á. Tôi biết rồi, yên tâm đi. Trời ở nhà tôi tập thể dục nhiều lắm, cái gì chứ mày nè, tôi leo được mà. Cái tên nhà quê, leo bằng chân.
Ủa tính ra con người không đi bằng chân chứ ai mà cưỡi chổi bay y như gọi là bị cục chân giống mấy người. Trời ơi trời, có chân không chịu đi rồi. Thua con gái rồi. Nó khinh thường mình kìa, nó khinh thường tụi mình kìa anh em. Thôi tôi khinh thường mấy người á rồi sao. Trời ơi các bạn ơi, mình không biết cái trường học phép thuật này nó như thế nào, chứ mình thấy học sinh ở đây á, mấy cái ông học sinh này mình thấy kỳ cục quá bạn ơi, vô văn quá quá. Tự nhiên không người gặp ma mới gì, người ta gọi gì ma cũ ăn hiếp ma mới các bạn ơi, kỳ cục ghê luôn trời. Ủa mà đến trường học phép thuật chưa các bạn? Vẫn chưa đâu, còn đường rất là dài. Đây là nguyên một cái cầu chạy xuyên qua gọi là vực các bạn. À vậy là mình phải đi qua túi bên kia mới tới hả? Cái này phải đi cẩn thận nha, không thì hụt chân cái là bị rơi xuống đó. À ok, vậy đi. Ồ trời. Cẩn thận. Đứng ở trên này, đứng trên này nhìn xuống dưới đẹp quá à, đẹp dễ sợ luôn. Mà học sinh mới, tôi nói cho bạn nghe nè. Hả? Học sinh mới, mấy cái ông kia, mấy ông này rất là tinh ranh nên ông nhớ cẩn thận nha, qua trường ông bị bắt nạt á. À, yên tâm đi, không ai bắt nạt tôi đâu. Ngày xưa tôi ở trong trường ha, là tôi từng thôi kệ đi, không cần quan tâm. Nói chung là ngày xưa tôi cũng hổ báo trường mẫu giáo lắm, cho nên là không sao đâu, yên tâm đi, tôi không bị mấy ông này bắt nạt. Không, có sao đó, bọn họ ghê gớm lắm, bọn tôi cũng không dám động vào họ cơ mà. Thôi được rồi, yên tâm đi. Nếu như mấy ông đã ăn hiếp mấy bạn á, cứ nói tôi bảo vệ cho mấy bạn. Ok đi thôi. Ủa? Ok. Trời ơi. Đây chính là trường học phép thuật sao? Ai, trời ơi, mỏi chân quá trời quá đất luôn trời. Cái trường gì đâu mà to dữ vậy ta. Ủa mấy bạn ơi, tôi hỏi gần tới nơi như vậy sao mà mệt quá mãi chưa tới nơi. Tới rồi nè, đó cho bạn đi chơi quen thôi. À bây giờ mọi người đang khai giảng, bây giờ bạn nhanh lên không có chừng là bị thầy chửi á. Đi à, đi. Đang khai giảng hả? Ồ trời ơi, cái tòa lâu đài này đẹp quá bạn ơi. Trường học gì mà y như cái tòa lâu đài luôn bạn ơi. Wow, ui có mấy bộ áo giáp sắt gì nữa nè. Trời đẹp dữ ta. Ui, hình như trong đây là học sinh đang ngồi trong lớp thì phải. Wow. Chào mừng các em đến với cả lễ khai giảng đầu năm của trường học phép thuật. Và ngày hôm nay, ta xin long trọng báo với các em một tin vui. Đó chính là hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới đến từ thế giới loài người, bạn Phong Cần. Wow, trời ơi, cái lớp gì đâu mà đẹp dữ vậy trời. Mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, ở trên trời còn có thêm mấy cây đàn cầy bay trên trời nữa kìa các bạn ơi, xịn dữ vậy ta. Ui, còn đây là mấy bạn học sinh nữ trong lớp á hả? Ui, học sinh nữ trong lớp gì đâu mà xinh dữ vậy trời, mặc đồng phục gì đi, đồng phục của phù thủy đây sao? Đẹp dữ vậy ta. Ui, còn bên đây là mấy bạn nam nè. Wow, trời ơi, xịn quá. Ui, không chỉ có con người không đâu nha, bạn coi nè. Còn có thêm cái con vịt nữa nè bạn, thú mỏ vịt nè. Ở bên kia con ếch nữa kìa. Trời ơi. Đúng là thế giới phép thuật các bạn ơi. Không chỉ có con người đâu nha, mà còn có thêm cả những con vật nữa. Trời ơi, có phải là con vật ông ta hay những người này là những người gọi là ở thế giới khác tới ta? Phong Cần. Mau lên bục giảng lẹ lên thầy chờ. Vâng, em xin lỗi thầy. Thầy la. Em chào thầy. Giờ em làm gì giờ thầy? Hả? Làm gì á? Trời ơi, còn hỏi ta nữa. Bây giờ em mau giới thiệu cho mọi người biết em là ai đi.
Xin chào tất cả mấy bạn ở dưới lớp. Xin giới thiệu với các bạn, mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh thế giới phép thuật. Mình nói vậy người ta có nghe kỳ quá không ta? Thôi kệ, cái đó là cái câu mình hay chào mấy bạn mà. Đúng rồi. Chào mọi người nha. Hôm nay mình là học sinh mới á, cho nên là rất là mong mấy bạn sẽ gọi là giúp đỡ mình. Ê, rồi. Hình như vậy? Cái thằng này đến từ thế giới con người hay sao á? Trời, tôi có bị điếc đâu mà không nghe thầy vừa nói xong luôn kìa ông nội. Trời, tôi nói thiệt với ông luôn nha, mấy đứa bên thế giới con người kém cỏi lắm, chắc tụi nó không biết gì về phép thuật đâu. Trời ơi. Trời, còn phải nói nữa, con người lũ yếu đuối thôi. Yếu đuối quá. Ủa thầy ơi, bây giờ em chào hỏi mấy bạn xong rồi đó, giờ mình làm gì tiếp thầy? Hai, thực hiện xong nghi lễ chào hỏi thì tất nhiên các em chúng ta đều là những học sinh của trường học phép thuật. Và sự vinh hạnh nhất của một pháp sư đó chính là bộ trang phục phép thuật mà các em đang mặc trên người, cũng như cây gậy phép thuật mà ai ai cũng đều phải sở hữu. Và đây chính là bộ trang phục phép thuật mà ta đã chuẩn bị riêng cho em. Em hãy đến và nhận lấy nó bằng tất cả trái tim chân thành nhất. Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Ôi trời ơi mấy bạn ơi, đây chính là bộ đồ phép thuật của mình nè bạn. Trời ơi đẹp quá à. Ủa mà thầy ơi, em thấy trượt, bên này trượt. Nhìn sang bên này đi. Đây chính là cây gậy phép thuật của em. Wow. Gậy phép thuật của em đây sao? Trời ơi đẹp đúng quá à. Rồi. Ủa mà thầy ơi, em hỏi thầy này nha. Em thấy bên đây nó có cái bộ đồ màu tím nhìn đẹp hơn nè. Sao thầy không cho em mặc bộ này? Bộ trang phục màu tím này hả? Dạ. Chỉ dành riêng cho các bạn nữ thôi. Nếu em có nhu cầu thì em có thể dùng. Đúng rồi ha. Tính ra mấy bạn nữ toàn mặc màu tím nè, còn mấy bạn nam toàn mặc màu xanh không bạn ơi. Vậy thôi. Em xin phép em lấy đồ nam ha. Em không có nhu cầu nha thầy. Được rồi. Okay. Bộ nam nhìn cũng ngầu lắm nha. Đây để mình lấy nè. Cái quần nè, cái giày nè, rồi cái áo nè. Rồi cái ngầu nhất chính là cái nón nè mấy bạn ơi. Ok. Thầy ơi, vậy em xin phép em mặc vô nha thầy. Giờ em hãy mặc vô và em sẽ cảm nhận được sức mạnh của bộ trang phục phép thuật. Dạ. Ok bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ mang đôi giày vô nè, sau đó mặc cái quần vô, rồi mặc cái áo vô. Trời ơi, chưa gì thấy ngầu rồi bạn ơi. Giờ đội cái nón lên nè. Bùm. Wow, đẹp trai. Trời ơi. Chưa hết. Hãy nhìn sang bên kia đi. Dạ. Giới thiệu với em, đây chính là cây gậy phép thuật. Trong số tất cả những ai muốn trở thành phù thủy, họ đều phải sở hữu cho mình một cây gậy phép. Và đặc biệt, cây gậy phép thuật này, nó đều có linh hồn chứa ở bên trong đó. Nó sẽ chọn chủ nhân, chứ không ai có thể đi chọn cây gậy phép được của mình được hết á. Và em có biết không, cái ngày mà ta đi tìm đến em á, cây gậy phép thuật này, nó đã rung lên một cách dữ dội. Đó chính là điểm báo nó đã tìm thấy chủ nhân của chính mình. Giờ em hãy đi nhận lấy nó đi. Wow. Ôi trời, có cái tiếng gì vậy ta? Ôi trời, vậy là cái cây gậy này bây giờ là nó đã chọn em làm chủ nhân của nó phải không thầy? Đúng vậy. Ôi trời ơi, dạ cảm ơn thầy. Ôi trời, gậy hết thôi kìa. Từ bây giờ mày hãy về bên tao nhé. Ok, lấy nó ra nè. Trời ơi. Ôi trời ơi bạn ơi, cái gậy phép thuật nhìn nó đẹp gì đâu luôn á trời. Ủa mà thầy ơi, làm cách nào để mình có thể gọi là biến ra phép thuật thầy? Hay là mình chỉ cần đập thần chú úm la xì bù cái mình biến được thầy? Muốn học được phép thuật thì em phải trải qua một quá trình rất là gian nan, khổ cực, với những tháng ngày luyện tập cực kỳ căng thẳng thì mới có thể chịu hồi được phép thuật. Vậy hả? Wow. Đúng rồi. Thôi, vậy mà em cứ tưởng là dùng phép thuật dễ lắm chứ. Em coi trong phim á thầy, là mình chỉ cần cầm cái gậy á, mình quơ quơ mấy cái xong mình hồ biến cái. Trời ơi, mấy bạn ơi có sao không? Wow. Thầy ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Hồi nãy em lỡ tay em quơ có cái thôi, xong nó tạo cái lốc xoáy chứ không phải tại em đâu thầy đừng la em. Khá khen cho tên nhãi con nhà ngươi. Trong lịch sử của bậc thầy phù thủy của ta, hơn 100 năm qua rồi, đây là lần đầu tiên có một tân học sinh có thể triển khai phép thuật ngay từ những phút giây đầu tiên cầm cây lũa phép của mình. Xem ra, wow, người cũng không phải là một kẻ tầm thường. Nếu chăm chỉ học hành sau này, có thể người sẽ là một trong những phù thủy vĩ đại nhất. Wow, vậy hả?
Ôi trời ơi bạn ơi, sao mình cảm giác mình giống Harry Potter quá bạn. Trời ơi, có khi nào mình đang học trong trường học của Harry Potter không ta? Ủa thầy ơi, trường mình là trường gì thầy? Trường của mình không phải là trường của Harry Potter trong mấy câu chuyện mà người ta hay làm trên TV đâu. Trường của mình chính là trường của Harry Potter phòng. What? Một bậc thầy phù thủy vĩ đại của chúng ta trong quá khứ. Nhưng vô tình, truyền nhân của ông ta lại có một cái tên là Phong Cận. Thật đáng tiếc, nhưng mà tao tin người sẽ làm được. Trời ơi bạn ơi, trường học của thầy Harry Potter Phong hả? Trời, lần đầu tiên á, từ nhỏ giờ mình coi TV mình chỉ biết đến Harry Potter thôi, mình chưa bao giờ nghe đến Harry Potter Phong luôn á bạn ơi. Dạ được rồi, vậy giờ em cũng nhận xong cái đũa thần rồi. Ủa mà tính ra hồi nãy trời sáng lắm mà nhận xong cái đũa thần cái trời tối luôn rồi thầy ơi. Ủa thầy, vậy là bây giờ em có thể ở lại trường học được không hay là em phải tự kiếm nhà ở thầy? Đúng là tên nhãi ranh này, người chưa biết đâu, trong thế giới phép thuật của chúng ta, thời gian giờ đang bị đảo lộn, trật tự mọi thứ đang bị thay đổi, không phải tự nhiên trời tối nhanh như vậy đâu. Rồi ngươi sẽ biết, còn bây giờ, các em có thể giải tán, hãy mau chóng trở về phòng của mình và nghiêm cấm đi ra khỏi khu vực của trường. Các em nữa, nhớ chưa? Dạ. Ủa mà... Đi vậy? Dạ, rồi, trời, thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng gì đâu mà dữ quá trời quá đất luôn bạn ơi. Cảm ơn mấy bạn hôm nay đã đến dự cái buổi lễ. Ôi trời, ông thầy ông lấy cái chổi bay, ông bay ra ngoài ghê ta. Cảm ơn mấy bạn đã đến dự cái buổi lễ ngày hôm nay nha. Thì hôm nay mình vui lắm, mình về phòng trước nha các bạn. Trời ơi, sao mấy học sinh trong đây ai cũng ngồi im chỗ gì ghê quá trời, sợ ma không chết luôn á. Ui trời ơi, trời lạnh dữ vậy ta. Hôm nay trời trăng đẹp dễ sợ vậy trời. Ôi mà khoan, tính ra thế giới phép thuật trời nhiều sao ghê luôn á bạn ơi, đẹp ghê luôn á trời. Ui, nhưng mà lạnh quá à. Trời ơi, không biết phòng ngủ ở chỗ nào ta. Ê chú mày, nhìn kìa. Ủa? Nhìn cái thằng học sinh mới kìa, đúng là núp, tự dưng lại đi ra xuống ngoài đó đứng không rõ không chi trời tối rồi. Trời ơi, quê. Chào mấy bạn nha. Mấy bạn ơi, cho tôi hỏi phòng ngủ ở chỗ nào vậy? Phòng ngủ hả? Đi lối này nè con gà. Trời ơi, đúng là học sinh mới khác cái gì không biết hết trơn đó. Đi theo ta. Ok. Quay. Trời ơi, gì đâu mà mấy bạn nam trong đây cục súc quá vậy trời. Nhìn đây nè, đây chính là con đường để dẫn đến phòng ngủ đó. Ủa? Vậy hả? Ủa khoan từ, gì đâu mà tôi thấy gì tùm lum cầu thang hết trơn vậy, nhiều quá trời vậy. Phòng ngủ nằm ở phòng nào? Trời ơi, giới thiệu với người biết, đây chính là những cầu thang mê cung, lối đi chính để dẫn đến phòng ngủ của những học sinh trong trường học phép thuật. Chắc là người đang nghĩ cách làm sao để lên kia đúng không? Đúng rồi, bây giờ mà leo hết đống cầu thang này chắc trời ơi tôi giảm chục ký luôn á trời, leo mệt chết luôn á. Chưa kể là ở đây còn có hai bạn nữ nè, hai bạn nữ làm sao mà leo cầu thang được. Đúng rồi, leo thì phải mệt chứ, nhưng mà ai nói với người là tự ta leo vậy? Ủa? Đúng rồi. Ủa vậy chứ giờ cầu thang ở đây mấy ông không leo cầu thang vậy, mấy ông đi bằng đường nào? Ủa vậy là ở trong trường mình có thang máy đúng không? Đúng không? Thang máy chỗ nào ạ? Thang máy à? Ủa? Thang máy. Thôi, nó đi đâu cũng như là cái thế giới bên ngoài người nó vậy. Ai đi thang máy hay là đi leo cầu thang như người đâu? Hãy nhìn đây. Hây. Ủa? Ủa? Đi nha con gà. Chổi bay hả? Kéo đi. Ôi thằng con người không có chổi bay. Ủa trời, tính ra mọi người không leo cầu thang, mọi người đi bằng chổi bay hả? Ủa trời. Bà không có chổi thần sao? Tôi mới tới đây lần đầu cho nên tôi đâu có chổi thần đâu. Thôi, Sim ơi, con trai với con gái ở khác nhau mà, mình đừng xen vào mấy cái việc này, mình đi thôi. Ok, tạm biệt bạn nha. Ủa? Gì dạ? Ủa sao mấy bạn đi hết trơn vậy? Không ai cho mình đi ké ta? Ủa trời ơi bạn ơi, giờ sao giờ trời? Chẳng lẽ là bây giờ mình phải leo hết đống cầu thang này để mình lên phòng ngủ hả? Ê, thầy ơi! Trời ơi, giờ thầy cũng đi ngủ mất tiêu rồi, giờ chổi bay ở đâu mà mình bay lên trên đó đây? Trời ơi trời, khổ thiệt luôn trời, chẳng lẽ giờ phải leo cầu thang ta? Trời ơi, nhưng mà bây giờ muốn đi ngủ phải leo cầu thang thôi, giờ biết sao? Thôi, cố gắng lên, chắc là cầu thang đi tí là tới thôi gì? Cố gắng lên. Trời ơi trời, mệt quá mấy bạn ơi. Từ nãy đến giờ mình leo cầu thang 3 tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới nơi nữa. Ủa hình như sắp tới rồi. Trời ơi mệt quá, cố gắng lên phòng ơi, sắp tới rồi. Trời ơi, ủa phòng nào mới là phòng ngủ ta? Trời ơi nhiều phòng quá. Hình như nãy mình nhớ thầy bảo là phòng của mình là phòng A1 hay sao á. Phòng A1 là phòng nào ta? Ủa khoan, ở chỗ này là cầu thang đi xuống dưới rồi. Trời sao nhiều cầu thang dữ vậy? Ôi trời mệt quá trời quá đất luôn à. Vậy rốt cuộc phòng nào mới là phòng ngủ đây? Có cái cửa vậy nè. Ủa? Phòng A1. À, vậy chắc cái này là phòng ngủ rồi các bạn ơi. Trời ơi trời, ngày nào mà muốn leo phòng ngủ cũng tốn 3 tiếng đồng hồ, kiểu này chắc là mình sụt ký, mình giảm cân luôn á các bạn. Ok, để mở cửa ra coi.
Ồ, cửa to dữ ấy, sợ ta. Ủa trời, ê, đóng, mình đóng cái này đã. Ồ, quay đi nó lên được rồi kìa mọi người. Trời ơi, nhìn cái máy kìa ba. Trời, tính ra ba bạn kỳ lắm nha. Hồi nãy tôi tính nhờ ba bạn chở tôi lên giùm, mà ba bạn bỏ tôi dưới đó lên đây mình luôn. Có một hang từ. Ở gì vậy? Làm một phù thủy mà không biết cửa chỗ bay làm phù thủy làm chi? Ủa, đúng rồi, đúng thì... là xuất thân từ con người khác đâu biết cái gì hết trơn luôn á. Ủa kệ tôi chứ. Nói chung là hôm nay leo cầu thang mệt muốn chết luôn trời. Chắc là phải đi ngủ mới được. Ủa, trời, cái này là giường ngủ của bọn mình hả mọi người? Cái gì mà của bọn mình? Giường ngủ này là của ta. Người tự đi kiếm cho mình một cái giường riêng đi. Ai coi chừng giường của người chiếm rồi á. Ủa vậy hả? Ủa vậy giường của tôi giường nè. À giường của tôi giường bên đây. À giường bên đây chứ. Ê, ai nằm chỗ này của tôi rồi nha. Chỗ này của tôi rồi nha. Chỗ này của tôi luôn. Ủa vậy hả? Vậy thôi vậy tôi nằm giường bên đây. Ê chỗ này của con kia. Tao giữ giùm. Ủa gì vậy? Vậy nếu cuộc tôi ngủ ở đâu trời? Ngủ ở đây. Đây đi ra ngoài đây. Ủa đây. Trời ở đây là ngay cửa sổ mà tôi nằm đây lạnh chết. Trời chứ học sinh mới thì muốn sao nữa, chỉ là con người thôi chứ đâu phải là phù thủy chân chính đâu. Ủa? Đúng rồi. Trời ơi, tính ra là mấy người ở thế giới phép thuật này khinh thường con người quá anh em ơi. Trời ơi, trời mệt ghê luôn á, mấy người này kỳ ghê trời. Không biết giờ này Sammy đang làm gì nhờ. Không hiểu sao lúc này mình lại cảm thấy nhớ Sammy của ta. Không biết là Sammy có nhớ mình không nhờ. Ủa? Ai ngồi bên dưới kia vậy ta? Ủa? Wow! Người nào mà nhìn đẹp dữ vậy trời? Ủa, ánh sáng chiếu lấp lánh luôn kìa bạn ơi! Đẹp quá vậy? Mà khoan! Mái tóc màu xám đó! Không thể nào sai được! Mái tóc màu xám đó chỉ có thể là... Sammy!